Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin chỉ cho các bạn một cái trang web. Thì cái trang web này các bạn có thể tra cứu được là cái lịch ngừng cung cấp điện ha. Lịch ngừng hoặc là giảm cung cấp điện. Thì trang web này cũng rất là hay. Thì tên của trang web nó là chăm sóc khách hàng.evnsbc.vn ha. Thì cái này là chữ viết tắt là csk.evn.sbc.vn ha. Thì mình có thể vô trang web này mình xem được cái lịch ngừng cung cấp điện, ngừng á, nói chung lịch cắt điện á. Rồi bắt đầu mình sẽ bấm vào cái lần ba gạch này. Cái này tại predictor của mình đó. Bấm vô. Thì mình bấm vô thì bên đây nó sẽ mở qua một cái trang, một cái tab, thì mình sẽ chọn vào cái tab là tra cứu ha. Đây. Mình chọn như tra cứu. Trong mục tra cứu này có nhiều lắm, đó là tra cứu chỉ số, tra cứu tiền điện ha, hóa đơn rồi. Rồi mình chọn đó, là lịch ngừng giảm cung cấp điện ha. Đây nè. Rồi. Mình chọn xong cái lịch ngừng giảm cung cấp điện, mình sẽ kéo xuống. Ở đây là nó có hai loại, một là tìm kiếm theo mã khách hàng. Mình nhập cái mã khách hàng vào đây thì nó sẽ cung cấp cho mình cái vị trí của mình trong thời gian từ ngày nào cho tới ngày nào có bị cúp điện hay không. Thì rất là tiện lợi luôn. Còn nếu mà mình không có nhớ là cái mã khách hàng của mình á, cái mã khách hàng của mình á thì nó nằm ở trên cái hóa đơn á. Cái hóa đơn có mã khách hàng. Còn mình tìm theo khu vực thì mình chọn đây là tìm kiếm theo công ty điện lực ha. Chọn vô. Rồi bắt đầu mình chọn công ty điện lực. Rồi mình click vô á thì mình sẽ thấy là rất là nhiều công ty điện lực ha. Mình chọn cái khu vực của mình ở. Cái này thì ví dụ như mình chọn công ty điện lực Trà Vinh đi. Rồi. Và bên đây là bên điện lực, mình sẽ chọn điện lực là điện lực ở đâu? Điện lực thành phố hoặc là cầu ngang, cầu kè, Trà Cú, Tiểu Cần, Duyên Hải, Càng Long, Trung Thành, Duyên Hải ha. Mình chọn thành phố Trà Vinh đi. Thì nó sẽ cho mình biết là cái khu vực thành phố Trà Vinh này có cúp điện hay không. Rồi mình chọn vô xong. Thành phố điện lực Trà Vinh ha. Nè. Rồi mình bấm vào chữ tra cứu này nè. Rồi bấm vô. Bắt đầu nó hiện lên. Đây nó ghi là điện lực ở đâu, điện lực thành phố Trà Vinh, ngày ngày mấy. Rồi thời gian cúp điện từ mấy giờ cho tới mấy giờ ha, khu vực ở đâu, lý do là gì. Đây rất nhiều đó. Đây là thành phố Trà Vinh nè, nãy ngày 19, bây giờ tới qua tới ngày 20 rồi nè, 21 nè. Nó có ghi rõ là cúp điện ở đâu vị trí ở đâu hết, từ thời gian từ mấy giờ tới mấy giờ ha, có lý do luôn. Rất là hay, chẳng này rất hay. Rồi bây giờ mình bấm lên ha. Ví dụ như giờ mình không chọn nó, mình chọn chỗ khác. Đây nè, mình chọn chỗ khác. Chứ không? Ví dụ như chọn điện lực cầu ngang đi, bấm xong. Rồi bấm vô chữ tra cứu. Rồi mình sẽ thấy là bên đây nó sẽ để là nơi vị trí là đâu, điện lực cầu ngang. Rồi, thời gian, ngày nào cúp điện ở đâu ha, có hết nha. Đó. Rồi. Thì để tra cứu được cái lịch ngừng cung cấp điện này thì rất đơn giản nha. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Cái này cũng rất quan trọng.